Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ đồ thị nha. Đồ thị hàm số đó trong toán học đó. Thì mình sẽ dựa vào cái bài mà giống như là mình chuyển đổi từ cái mà người ta nhập vào một cái chuỗi hay là một cái biểu thức đó, rồi mình đưa nó vào, giống như là mình chuyển nó qua postfix nè, rồi cái bắt đầu mình đưa lên cái expression tree là cái cây biểu thức đó, rồi mình dùng những cái đó đó. Bây giờ đó bắt đầu mình vẽ ra những cái đồ thị đó trên màn hình của nó là sao nha các bạn. Ok rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi để làm được cái bài này thì các bạn hãy vô code là Ghiền, mình vào cái playlist ha, danh sách phát đó, mình lựa cái C17 ha, mình vô đó mình coi hết, nó nằm tuốt ở phía dưới ha, thì mình nó gọi là cái eval cái expression tree. Ok, tính cái giá trị nó có một cái thôi chứ không phải nó hai cái. Ok, để mình remove bớt cái. Ok rồi, cái video 349 ha, hoặc là 348 thì các bạn coi cái đó. Rồi xong đó, rồi mình coi thêm, các bạn coi thêm cái phần để coi cái xe máy nha. Đây C20, C20 là P5 JavaScript library. Ok, thì nó giới thiệu vẽ một số là này nọ, nó cũng đơn giản thôi, mình coi những cái căn bản thôi, mình không có cần coi cái nhiều đâu, chỉ vài cái lệnh vẽ cái vòng tròn hay cái đường thẳng vậy thôi. Ok rồi, chúng ta làm thử coi sao nha. Rồi thì mình cũng làm cái mình dùng JavaScript, bởi vì cái P5 là thư viện P5 nó dùng nó vẽ ở trên cái HTML rất là hay. Ok, các bạn nào chưa có biết thì nên coi cái P5. Ok. Rồi mình cho một cái số giống như là ví dụ như là cái input đồ này nọ trên màn hình đồ này nọ nè, để cho mình bắt đầu mình làm, mình chuẩn bị á, mà cái giai đoạn chuẩn bị đó, thì bây giờ nó mình muốn nhập một hay nhiều cái hàm số cũng được, ví dụ cách nhau bởi cái dấu chấm phẩy đi ha. Đó, ok rồi, cách nhau chấm phẩy tức là mình có thể vẽ nhiều cái đồ thị không, rồi cái đoạn từ x1 tới x2, ví dụ như -10 tới +10, -20 +20 đại khái vậy, rồi cái y này cũng vậy, từ -20 đến +20 hay là -30 đến +30 đại khái nó là số trừ không. Rồi cái đoạn từ x1 tới x2 ví dụ như có 10.000 điểm hay là có 1.000 điểm thì tùy theo mình. Rồi cái nút bấm vẽ đồ thị, ok. Khi cái bấm vẽ đồ thị mình gọi JavaScript nè. À, mình gọi cái main của nó là đầu mất rồi, raw vẽ đồ thị đây ha. Ok. Rồi trong cái P5 thì mình có cái function đặc biệt là cái function setup để mình vẽ, ok. Rồi thì mình cũng khai báo một mớ biến ở trên đây nè. Các bạn thấy giống như là cái chiều cao, chiều rộng, cái bao nhiêu ngàn điểm, cái điểm x1, x2 rồi đại khái không? Rồi một mớ màu đại khái vậy, cho nó màu, cho nó thấy cái đồ thị nó khác nhau. Thì trong cái setup này cũng đơn giản thôi, là mình cho cái chiều rộng, chiều cao, rồi cái mình create một cái canvas là nó dễ sẵn, mình cho cái màu loại gì, cái mode của cái màu là gì. Rồi sau mình vẽ cái trục, các bạn thấy cái trục đấy không? Đó, thì mình vẽ cái trục rồi làm gì? Thì đại khái mấy cái này thì mình coi như là mình làm được, mình không cần phải coi chi tiết đâu, nhưng mà đại khái nó vẽ cái đường trục x nè, trục hoành, trục tung, rồi đại khái như vậy không, dựa vào cái mấy cái số trên đây nè, không nó dựa vào đó là nó vẽ ra, nó chia đều thôi, chứ nó không cũng không có gì hay ho ngay trong cái đám này ha. Đó, ok. Và sau khi mình vẽ được những cái trục rồi, ok nè, rồi cái bắt đầu raw nè, không tức là người ta sẽ bấm cái nút bên HTML nè, là cái nút vẽ đồ thị nè, không thì nó gọi raw function đó, thì trong đây bắt đầu mình vẽ. Ok rồi, thì ở trong cái raw function thì mình làm gì mình cũng vẽ cái hai cái trục, không hai cái trục nãy cái function mình mới làm đó. Đó, ok rồi, cái bắt đầu mình lấy cái expression nó là nhiều số nhiều, tức là ngay chỗ này nè, mình lấy nguyên cái chuỗi này vô, không rồi cái mình split nó ra bởi cái dấu chấm phẩy đi, ok mình quy định vậy thì nó ra nhiều cái hàm, ví dụ như mình nói ok hàm 1 với cái hàm 2 nó cách nhau vậy đó, không thì bắt đầu mình dùng cái for loop mình nói trong mỗi cái function này đó, cái bắt đầu mình trim ở phía trước với phía sau đi, tại vì đôi khi nó có khoảng trắng, không
rồi mình coi ok vẽ cái ro một cái function đó, phải không? Tức là ví dụ như mình có bao nhiêu chấm phẩy thì mình cứ ro hoài vậy đó. Ok, ví dụ như mình nói mình thêm cái chỗ này đi, mình nói khỏi cần thêm cũng được. Thì bây giờ ro function mình làm gì? Ok, bây giờ sau khi mình trim rồi, lỡ như người ta cái function ta đưa vô nó bằng empty không có thì thôi mình không vẽ. Ok, thì bây giờ ví dụ nó có xuống đây, nó có đúng không, thì nó có mình làm gì? Mình gọi là ok, mình create cái expression tree, mình đưa cái express giống như là một cái hàm đầu tiên vô cho nó làm cái cây biểu thức, phải không? Thì cây biểu thức ở video trước mình có làm đó. Ok, nếu mà nó làm được á, thì nếu mà làm không được á thì mình trả về mình không làm luôn, không? Còn nếu mà nó làm được, ok nó làm được thì mình làm gì? Rồi khi mà làm được á thì bắt đầu mình chọn random một cái màu, không? Cái màu mình định nghĩa này nè, đó, cái array, cái mảng, không? Mình chọn một cái đó mất rồi, một con số, không? Rồi mình nói ok cho cái cây viết của tao là cái màu đó, cái nét vẽ là một thôi, bự thì nó ra bự. Ok, rồi thì giống như là cái ý tưởng là cái gì, tức là mình đi mỗi cái step này nè, đâu à, một cái step nó tính ở đâu. Ví dụ như các bạn đánh cái chữ này vô mình, cái step bằng, ví dụ như đó, tính đây ha, để coi còn tính chỗ nào nữa. Đây, này là nằm đâu? À, lúc khi mà mình vẽ hai cái trục tung với trục hoành, phải không? Thì mình cũng tính cái step luôn. À, đại khái tức là nó một cái khoảng nhỏ vậy đó, bao nhiêu cái nhỏ vậy đó mà. Ví dụ như x bằng, ví dụ mình nói mà này mà là trừ 10 thì lần sau nó bằng trừ 9.99999, đại khái như vậy, phải không? Rồi xong cái nó nói ok, cái x giá trị đó tao tính trên cái expression tree này, tao tính ngay tại cái giá trị x đó thì cái y nó bằng bao nhiêu, phải không? Rồi xong rồi cái mình vẽ tại ngay cái vị trí x với y đó một cái vòng tròn nhỏ, không? Vòng tròn nhỏ là nó có một cái bán kính nó là một thôi, không? Mình nói thí dụ như vậy. Ok, rồi thì cái map này là gì? Cái map này đại khái á, giống như là cái này mình bạn hiểu sơ thôi, từ từ mình học thêm và mình làm thêm cũng được. Nhưng mà cái ý tưởng nó là gì? Ý tưởng là một cái mình cho một cái giá trị là x, mình nói ok từ bên trái là x1, bên phải là x2, thì bây giờ đó nó map vô cái màn hình của mình là từ bên trái là số 0, từ bên phải là nguyên cái chiều rộng, phải không? Tại vì giống thôi á, nó sẽ vẽ nó không có giống như nếu mà x này nó nằm ở giữa, khoảng giữa với x1 x2 nè, không, thì nó sẽ vẽ giống như là nó không có ngay, mình đưa nó về cái chuẩn ở trên màn hình để cho mình thấy. Tương tự cái y cũng vậy. Ok, đó thì chỉ có đơn giản vậy thôi đó. Rồi nó tạo cái tree thì bữa trước mình làm rồi, lấy màu đi từng bước vẽ từng chấm vậy đó, thì bạn sẽ ra thấy là giống như là bây giờ mình nói trên đây nè, không, có 10.000 chấm nè, không? Đó, ví dụ như mình vẽ 1.000 chấm đi, không? 1.000 chấm thì rồi ví dụ như các bạn có một cái hàm lại này, cái biểu thức là này, hàm số đó, thì cái của bạn vẽ nè, vẽ đó, các bạn thấy không? Ví dụ như mình nói 100, không biết cái giá trị nhỏ nhất của mình đó. Thì khi 100 này là gì? Từ x1, x2 á, 100 điểm. Thì các bạn thấy nó cái điểm nó không có được liên tục, phải không? Thì mình thêm cái điểm vô, phải không? Ví dụ như mình nói, các bạn nói 200 điểm thì nó dễ mịn hơn đó, hay khá vậy, không? 300 điểm thì nó mịn hơn. Đó, các bạn thấy ý tưởng không? Đó, ví dụ 1.000 điểm thì nó dễ mịn hơn, mình đó, kiểu vậy ha. Ví dụ 10.000 điểm thì lại mịn hơn nữa. Đó, ok. Rồi, mình được mình vẽ được trên đây rồi. Ok. Ví dụ như mình cho 2 cái 3 cái thì bên đây mình in ra thôi. Bây giờ mình khỏi in cũng được. Giống như mình in để mình làm tìm cái sai sót rồi này nọ đó. Này cái evaluate cái nốt là cái bài buổi trước mình làm. Ok. Rồi, cái đó là giải một cái function, phải không? Thì tương tự nhiều cũng vậy, tại mình dùng cái for loop này, nhá, không? Mình lấy mỗi cái hàm nó split ra bởi cái dấu chấm phẩy rồi nó cứ vẽ thôi, không? Thì cái ý tưởng chính mình nói lại lần nữa là mình lấy một cái expression đó, mình tạo ra một cái cây biểu thức. Thì cái cây đó rồi mình coi cái cây viết trị mình màu gì đó, rồi mình nói cho cái giá trị cái điểm x này nó chạy từ bên trái x1 nó qua x2, rồi lấy cái cây biểu thức đó
mình tính cái giá trị tại cái điểm X là video trước mình tính rồi, thì nó ra điểm Y ngay chỗ đó, mình vẽ một cái vòng tròn nhỏ ha, coi như là một điểm đó, toàn bộ cái ý tưởng nó chỉ là vậy thôi. Rồi thì coi như là cái bài này xong. Để mình chạy thử cho các bạn coi chút nha. Ví dụ refresh không, mình không có coi F12 luôn cũng được. Ví dụ như mình có hai cái function mình vẽ nè. Đó các bạn thấy hai function không? Ồ đó, ví dụ như hai cái màu khác nhau mình vẽ lại nên hai cái màu khác nhau thì nó ngẫu nhiên mà. Không, ví dụ như các bạn -5 đi, mình đánh 5 nó cũng ra -5 tại mình muốn nó phía bên trái trừ với cộng. Đó, như này -5, cái này là ra +5. Đó, thì các bạn xem biểu đồ gì. Không? Thì ví dụ như cái này mình nói -10 đi, -10 tới +10 x y1 y2 đó, đại khái vậy. Mình vẽ một cái thì các bạn thấy đó không? Ví dụ như mình nói 5 cũng được. Tùy theo. Đó, ok. Rồi, ví dụ như các bạn vẽ 1000 điểm thì nó đó, nó hơi có cái đường chấm chấm đó các bạn thấy không? Không? Đó, ok. Đó, chấm chấm. Bây giờ mình muốn thêm hàm thì sao? Ví dụ như các bạn vẽ hàm x mũ 3 đi, không? Trừ cho 3 nhân cho x cộng cho 4 đi, đó, không? Mình thêm cái hàm số mình vô vậy rồi cái mình vẽ thì mình ra được 3 cái đồ thị, thấy không? Ok, tôi muốn mịn hơn thì mình vẽ 10.000. Đó, nó mịn. Và tao muốn cái chiều rộng, ý cái chiều cao nó khá hơn, hơn 15 đi, 15 thì nó sẽ ra cái này là cộng 15 luôn. Đó phải ha. Đó, ví dụ như tao muốn thôi 10 thôi, thấy không? Đó, rồi tao muốn bên cái này cho nó nhỏ lại chút xíu, ví dụ như tao nói 3 đi. Đó, thấy không? Còn thôi các bạn ha, 12 cũng được đó, thấy cái đồ thị nó như vậy. Ok. Rồi các bạn muốn bao nhiêu đồ thị cũng được. Ok, thì cái phương trình của mình là có nhiều cái giống như mình làm đúng, có nhiều cái nó sai. Ví dụ như mình nói 1 x lũy thừa 2.12 đi, số lẻ đi, thì cái này nó sẽ làm tròn lại thành số 2 nha. Nó tại vì cái toán học nó không có lũy thừa thập phân như vậy. Ok, đại khái nó vậy. Ok, rồi thấy không? Thì đó, rồi các bạn có thể dựa vào cái đồ thị này mình tính được ngay chỗ này. Ví dụ như là tìm nghiệm á, đại khái là tìm nghiệm á, cho một cái function thì mình tìm được nó mấy nghiệm, là mấy cái nghiệm đó cắt cái trục x, trục hoành đó. Đó thì nếu mà anh em nào mà hứng thú nữa thì mình làm video đó mình hướng dẫn, còn thôi thì coi như là cái này mình vẽ thôi, thấy không? Rồi ok, ví dụ như mình bôi cái này đi, mình trở lại cái function, ví dụ như function parabol này, một chữ x đi, thử đi. Đó thì cái function này đó, các bạn thấy nó vẽ không? Đó, ví dụ như mình muốn 5 thôi đi, -5 tới +5. Đó, thấy không? Thì các bạn thấy đây không mịn đâu. Bây giờ ví dụ như 50 cho nó cao một chút. Đó, thì thấy chấm chấm không? Ok, chấm chấm thì mình quất thêm nhiều điểm nữa, 100.000 điểm thì nó sẽ mịn hơn cái này đó, thấy không? Đó là tất cả các đồ thị. Ví dụ như các bạn có đồ thị x cộng 5 đi, x cộng 5 đi, mình cắt ra cũng được. Thì tại vì cái video trước mình đã làm hết rồi đó, thì nó vẽ cái phương trình x cộng 5 đó, thấy không? Tại vì phương trình này mình nhiều điểm quá thì nó vẽ hơi lâu, không? Đó, các bạn thấy x cộng 5 không? Rồi, nói chung là mình muốn vẽ cái gì mình vẽ x trừ 3 ví dụ như nhân cho x cộng 2 chia 7 đại khái như vậy, không? Lũy thừa 2 đại khái như vậy. Còn vẽ đồ thị đó thì nó ra một cái đồ thị nữa, thấy không? Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.